Hôm nay mình đặc biệt quay cái cây ngọc bích này, nó nở rất là đẹp. Cái loại ngọc bích này thì nó mình thấy được có hai màu, một là màu này nè, nó nở ra nó hơi giống như đỏ đỏ tím tím, hai là nó màu trắng hết. Ở trong này nó hơi giống như là hồng hồng lợt lợt. Để quay cho đẹp á, mượn chỗ. Chưa có giò nó tùm lum chỗ. Con bầu ngư để mình làm lại. Đây. Chị chén nước lên đi tưới. Trời ơi cái cậu thằng ngã. Để xuống cho phải ngã. Ồ, con hết hồn. Bữa nó hết nữa rồi mình có đi bộ mấy cái miếng kia để nó lạnh nó giặt. Ôi trời nó chào đất ra hết rồi. Cây này bỏ vô đây bao lâu rồi đó? Mấy tháng, từ mùa hè đó. Sao? Mùa hè mình rảnh mình làm. Giờ bắt đầu mùa lạnh rồi. Nhiều đồ quá à. Mấy cái bình này để trong đây như không có giọt nước nữa. Thì chăm nước. Chắc phải tưới. Mở mấy cái nắp ra. Sợ mất nắp để nắp. Mình để nắp thì... Cây này là mình chỉ cần bẻ cái thân thôi. Mình cắm không? Đúng rồi. Hình như không phải bẻ thân mà là mình lấy... Còn rễ hả? Còn chút xíu rễ. Nhưng mà để lấy một cái góc ra để chỉ cho người ta nha. Nè bây giờ bỏ nước cho tưới. Giờ tưới đỡ cái này mới vô. Nhưng mấy cái kia bình kia nó đâu có vô. Chảy ra ngoài mất. Cái này là trong cái vô bởi nó không có lắc luôn. Tưới nó một chút nhiều cây lắm. Cái này vài bữa nữa mình cũng làm cây mình trồng nè. Đẹp không? Chưa lọc ghê kìa, còn quơ kìa quơ. Trời mấy cây nhắm nước quá trời. Cái này đẹp không anh? Thì lấy cái thân kia chỉ à. Chỉ bẻ thân rồi. Cái gì anh? Đi lấy cái thân kia kìa. Thân gì? Cái thân mình bẻ sẵn rồi đó, màu trắng á. Mình có hai loại màu khác nhau. Để ra quay lại gần. Thấy cái góc nè. Đây là cái gốc. Đi lên. Gốc rất là đẹp. Cái này á là giống như mình lúc mình trồng á, mình muốn cái thế làm sao mình cắt bỏ nhánh á, mình gọt cho đẹp. Bẻ ngang cái xong nó lại liền lại là nó sẽ thành như vậy nè. Mới đầu nó vậy, sau này nó sẽ thành như vậy. Rồi cầm quay. Có cái bông này nở rồi. Bông này hả? Buông. Còn cái này chưa nở. Cái này khác cái hiệu cái này bông này. Hai cái bông nè, để mình compare. Đây nè. Cầm đi, chờ tôi chút. Quay cái này qua nè. Để lên gần cái bông nè. Thì thấy được khác biệt của hai. Khoan, không được, ngay đây nó bị con slay. À, bây giờ màu trắng với màu hồng thấy khác nhau. Mọi người thấy nó khác biệt chưa? Rồi. Đây là màu trắng nè. Thấy không? Cái này cũng khác không? Bên đây màu hồng nó khác không? Đỏ là hồng. Đó. Bây giờ cái này dở lên nè, cái này mình bẻ nè. Trong một cái cây, ví dụ vậy, mình bẻ là mình để cho nó khô mấy ngày á, xong rồi mình trồng xuống đất. Trồng chậu trồng đâu cũng được. Còn không để một tuần cũng được, nó cắm vô cái chai nào đó. Cái chai nước chai nào cũng hết á. Thì chờ khoảng tuần hai tuần thì trồng cũng được không chết đâu. Thì mình lá nó héo lại cũng không chết. Còn thân không cũng không chết. Mà nếu mà bẻ liền á mà trồng xuống là nó chết, nó úng nha. Nó úng. Cho nó khô mà. Rồi cái nhánh bự rồi. Dạ đây. Ngọc bích. Đó. Thế làm thấy dụ cái này mình chọn cái thân nè. Cho nó đẹp đẹp gì đó không? Thế chói nắng không? Rồi mình cắm xuống. Thì mình trồng nó cũng vậy. Có bông hết à. Đó. Nên khoan, mình có nắng nó có bông rồi. Dù mát nó xanh lá nó không có bông. Có đâu. Cây nào có bông mà có bông mất mới gì. Cây nào nó không nở bông trời. Bữa cây có bông. Nè.
Nói chung là mà cây này dễ trồng lắm, mình thấy cây nào đẹp mà của người ta trồng nhiều á, mình xin một nhánh về mình bẻ mình trồng thôi là nó lên. Bưng lên lại. Dài nó, tưới nó, anh để lên anh chưa tưới. Quay mặt qua. Dạ, anh để cái cột này xuống. Xích qua chút, đứng nghỉ cột. Qua một bên chút, được rồi. Một. Cá thi, cá thi. Cá thi, cá thi nè. Bẩn cá thi không có chăm sóc cây nè. Chết, cây là tại ai? Nghe chụp hình nha, một, hai, ba. Rồi. Bông sẽ đẹp hơn người, tại vì bông sáng sủa. Cái bình này mới. Cái bình này cao á. Cái này chưa tưới không? Rồi đi kỳ khác đi. Cái phấn này. Đây nói cái chậu này hả? Đây. Chậu này thì rất là đẹp. Bữa rồi. Bông nó ít. Nó có cái chừng dưới nè. Nặng à. Thật tôi không có đỡ lên đâu, biết nặng. Mình nếu mà trồng trong cái mà nó có cái lợi của nó, nhưng mà nó thí dụ nó hơi xấu lúc đầu, nhưng mà sau này nó mọc rêu ở trong này nè. Nó xanh xanh cũng đẹp. Và cái tiện của nó là mình tưới nước mình thấy được. Ừ. Khô đất gì đã khô, có thể dành cho mấy người trồng mà giống như nó nắng. Nếu mà không có khoan lỗ, không có đồ khoan lỗ á thì vẫn được, mình có nghĩa là mình lỡ mình tưới nhiều nước quá thì mình chắc nó ra. Còn nếu không, mà đâu, chứ mình đâu bao giờ tưới uống. Không thì biết là nếu mình tưới á, một lần mình tưới thì giống như cái ly nước uống nửa ly thôi, là lâu lâu mới tưới một lần vậy đó, mấy ngày tuần gì mới tưới một lần. Cái này bữa mình bị mắc mưa cái đất nó cũng nặng ra, cái to kia cũng đẹp quá con ha. Thiên Long đưa cái mặt coi, trời ơi, cái mặt Thiên Long là IC vậy. IC rồi Cathy. IC Cathy. Ồ cái chậm. Thấy cái cây này không, với cây này cùng giống như nhau một giống. Cái này mình để như ngoài nắng nhiều một chút thì cái lá này cái viền nó màu đỏ một chút. Cái này mình để trong mát chút thì nó màu xanh một chút. Muốn đỏ nữa để nắng. Nhiều hơn một chút. Thấy không? Chứ để nắng nó đỏ. Cái bông nó giống nhau, không có khác biệt gì hết. Đây là một cái thân bẻ nhánh giống nãy đó. Để nhánh thôi, này không có để luôn. Cắm vô. Nhưng mà mình phải chọn cái thân nào cho cái thế nó đẹp đẹp á. Bị, rồi mình tỉa theo ý mình, hay là mình cứ cho nó mọc lan tùm lum đi rồi mình cắt mình tỉa lại sao cũng được. Còn đây cái chậu này là một cái nồi để nấu ăn. Cái nồi này nó có hai lớp, một lớp ngoài nữa, nhưng mà mình không xài thì mình lấy lớp trong thôi. Cái nồi này để luộc bún, luộc mì, luộc này kia gì á. Người nước ngoài người ta hay xài cái loại này lắm. Việt Nam mình thì ít người xài. Thì bỏ đất vô rồi trồng, thấy nó đẹp không? Cái nồi này thì tiện lắm, mình bất chấp luôn, mình để cho trời mưa, trời nắng, trời gió gì không sao hết. Thấy không? À, cái giống này á, thì nó rất là dễ bẻ một cái lá của nó để xuống gần dưới mặt đất á, nó cũng lên cây con, không cần làm gì hết. Thí dụ nè, cái lá giống vậy nè, mình bẻ nha, bẻ đại một cái lá nè, đó cái lá giống vậy biết. Thí dụ mình để trên cây nè, nó cũng khô nó chết nè, thấy không? Ngoại để nói cho người ta biết. Thấy nó tới già rồi đó. Là để trên cây nó cũng khô nó chết rồi. Nó lòi cái cây con này đó. Mình bẻ cái này một cái xong mình để xuống đất. Thí dụ trong đất giống vậy không? Ngay đây nè. Mình chỉ để kế bên vậy thôi. Thì mai mốt cái này nó cũng ra cái đâm xéo xéo xuống chút vậy nè. Là nó sẽ ra cây con đây nó lớn lên. Còn không đâm xéo để vậy nó cũng lên. Khi nào nó lên cây nó đây. Dễ. Đâm xéo xuống cũng được, để vậy cũng được. Cây đó cũng cây ngọc bích. Nhưng mà phải đưa ra, em nghĩ đưa ra ngoài. Nó bị cái nắng. Cây đó là ngọc bích bông vàng đó nha, cái loại đó khác nữa nha. Loại này đẹp.
lỡ nó đẹp lắm. Nhưng mà nó bị nắng, không có nắng ở trên, nó cứ chỉ sao mai mốt mình tỉa, mình muốn ngắn chỗ nào, muốn xuống cao thấp gì mình tỉa lại hết được mà. Ý em nói mình quăng ra cái vườn cho nó đẹp, nó bị trong cái mát quá đó, bị lên cây thấy quá trời, nó quấn như cây đa. Thiên Long vô xem mắm. Dạ. Mình thấy giống như cây đa vậy. Con muốn thấy con không? Con vô ngoài kia mới thấy được. Đây, come here. Con muốn gì? Hả? Giống như cây đa vậy, em ơi, bên này thấy không? Chờ chút. Đâu? Dạ, nó thân mấy cái cây cổ thụ. Tại mình bỏ nó nắng nó sẽ cứng đẹp hơn. Mày thân non nhiều. Ôi, dễ bị con slay quá mày. Nắng chiếu vô. Bonsai mình mau lớn. Còn đây là sen đá. Mà cái này nó hay là cái gì? Cái này nó giống như bằng gì vậy? Sành, men sành sứ hả? Mà nó làm cho nhà bếp á. Cái rổ để mình chưng đồ. Để đồ hành, tỏi gì này kia gì đó. Cái lỗ hả? Đó thì nó có sẵn lỗ á. Mình chơi. Mình thích, nói chung con mắt của mình thôi, mỗi người mỗi kiểu thôi, mình thích. Ừ. Giống như bà xã mình làm bếp rồi bà nhìn thấy cái đó đẹp thì bà lấy bà trồng bông vậy. Tại khái vậy. Này bệnh nghề nghiệp á. Hả? Bệnh nghề nghiệp. Giống như trồng cây lấy nồi đi trồng cây vậy. Đây, có ai đâu. Nước. Đó. Rồi. Trồng sen đá. Ấm nước. Cũng ấm trồng nước cây. Sao 10 lít là. Bự hơn cái đầu của bà. 10 lít là nhiều lắm. Đứng xếp tiền cho. 10 lít là người ta biết nó bự cỡ nào. Nó có nước sẵn thấy không? Bự hơn thiên gì cá thì múa cây nè, máng nó lên. Đây cái cây độc đáo đây nè, cái chậu này nè. Khoan cái chậu này nè. Đó, mình khoan bốn lỗ một cửa trước á, xung quanh với mình trồng trên ha. Cực kỳ đẹp ha. Mà hay không? Hôm bữa mình cắm vô là nó đi nó thẳng ngang ra, bây giờ tự động nó ngóc đầu lên theo nắng nè. Cái thằng này là cái thằng không có nắng. Nó ngóc đầu lên theo nắng nè. Đầu nó đẩy ra nó mọc từng. Sen này nó cũng đẹp lắm. Cái thố này bằng kiến nè, bữa mình khoan cho ta. Không nhớ. Hả? Cái này khoan chưa? Cái đó khoan rồi, như tôi nhớ có cái tôi khoan rồi. Chắc khoan rồi. Em ơi. Cái này cũng là sẵn lỗ hết rồi nè. Có sẵn lỗ hả? Cái loại này sẽ có sẵn hả? Sẵn lỗ dưới. Cái này có rổ, cái rổ. Ồ, là lúc người ta bán là ở dưới có rổ sẵn không? Ồ, không thấy đâu. Có lỗ dưới, nói chung giống như mấy thằng này nè. Cái này nhìn nó hơi bị... Cái này là cây con thôi, nó chưa có đẹp. Nhưng mà mốt nó sẽ đẹp. Đây là từng lá không? Dở lên, nghe gần mặt á. Dở lên nắng á. Chầm bằng tầng lá không ra phải không? Lá cây không? Con không? Xong rồi nhét. Cái không có đây nữa. Ai đồng si vô Thiên Long. Để xuống nha. Ừ. Đứng nghe má mì đi. Đông cũng trông được. Giống như cái chai này đẹp nè. Chai này không cần chăm nước, bữa thì đi chăm nước. Dạ, thấy không? Không biết nữa. Không có nắng là nguy hiểm á nha, hơi đen đen á. Quay ngược lại đứng bên này. Cầm qua đây không? Em cầm qua đây. Quay cái mặt bông qua coi. Cần em cầm qua đây không? Thôi được rồi, để ngay đây đi. Cầm ở đây nha. Ừ. Mấy chai màu là đẹp không? Màu đỏ. Ừ. Rẻ, mua con đồng con chai à. Về khoan là bể vỏ. Nhưng mà hôm bữa giờ mình chỉ bể có đúng chai à. Mình khoan cái chục chai bể con chai không sao. Bể là do mình không cẩn thận chứ không phải là do khoan được mà là khoan được. Ừ. Nói chung là vậy. Cái này là cây con nha. Cái cây con nó mọc kế bên cái cây lớn á. Bữa mình cắt ngang đây nè. Đó, đây mình cắt ngang nè. Trời
cái đầu đó đó, bên đó là cái thân cái cây cái ngọn ở trên đó, giờ nó thành cây khác rồi. Mẹ để đâu rồi để mẹ kiếm cho. Hôm bữa mẹ để đâu rồi? Để cái này. Ô mỏng đơn. Ừ, hoa trà nha. Kìa coi kìa. Cái nồi này bữa mình làm á, mình chế cho. Mấy tháng ha? Mấy tháng hè tới giờ mới. Nhưng mà nó ra lẹ quá, nó nhiều quá, bây giờ quá trời luôn. Xung quanh nó tóc xù. Tao quay lại gần rồi. À, lỗ nè. Trời ơi đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Ôi. Này hoa gì, hoa trà mình sắp nở bông rồi. Quá trời bông. Trà, mê. Gì? Đây. Cái này cũng sen đá. Khoan, mà hoa trà nè, khoan. Chưa có bông. Thấy nở bông không? Nụ không nè. Ý là nó chưa có nở ra cho con. Nghẹt cây luôn nè. Hoa trà này màu đỏ. Đỏ đậm. Ham hố. Không chịu trồng cây ăn trái. Cái này hoa bông trồng gì. Cái này cũng là sống đời 10 giờ đó mà nó hơi lạnh đó. Chứ bữa nay thôi đi qua chiến lợi phẩm bên này nè. Nè nó luôn nữa nè. À, vậy à. Đụng rồi nó rớt. Đây đây đây. Cái cái sừng. Cái sừng này thì em trồng bằng lá hết nha. Mới có 1 tháng tới 2 tháng thôi. Đâu coi coi. Là cái lá lên bông á là bỏ vô cái nồi thì này chưa được 2 tháng. Còn cái lúc mà lá thì nó khoảng 1 tháng mới lên được cái lá. Bỏ ra cái nồi này nó ngô cái mỡ mình móc ra thôi. Cái nồi này nồi hấp xôi, sửng, hấp đồ á. Mà mình không xài tới nhiều nữa thì mình dễ gọn. Mốt nó rủ giống như cái này nó đẹp lắm đó. Nói chung là mốt nó đẹp hơn là cái này nữa đó. Đây cái cây đỏ đỏ nè, ôi trời quá đẹp. Cây này thì nó có thố đồng, thì cái thao đồng thôi. Cái đó là cái thao đồng mình sang lỡ. Cây này dài, bữa rớt mình chưa lấy lên, nó chết dưới. Ây da, bữa nó rớt xuống, nó lên nó không rớt chưa. Cái con sóc nó xuống. Cái đèn. Sóc quậy hả? Giờ nó là đẹp. Mami, mami. Sao con đặt nó bể của mẹ. Cái giống này nó nhỏ xíu ha, nó không có lớn ha. Ờ, cái loại đó con thấy nhỏ, nó chụp. Ừ. Còn giống bông có hai cái này kia. Đây. Được rồi, đời, ra nắng, ra nắng. Ra nắng hả? Này nó sắp sửa có nụ thôi chứ có bông. Đưa cái mặt ra nắng mới thấy mặt, còn không thì thấy cây không á. Cãi nó đi, theo em làm gì. Ôi, che mắt em rồi. Rồi. Sorry. Cái này là thấy không? Nó bonsai một gang tay, cái thân đẹp không? Giống như thân già đó. Mình quay cái đằng sau coi coi, nghiêng từ từ. Cái đó bẻ nhánh nó cắm á. Ừ, nhưng mà nhìn cái thân nó giống như là cái cũ lâu năm á, mình chọn cái cũ nó bẻ ra nè. Cái này không có lỗ nước nha. Không hề có lỗ nước luôn. Thấy không? Thấy cái thân nó chốc ra giống như cây đao. Rồi, cái này chưa được ngang tay nữa đó. Ủa mà sau này nhìn nó nhớ, sau cây này không ra bông ha? Chưa, nó ở trong mát chưa. Từ từ, nó nắng vài bữa. Ok. Đẹp không? Rồi được rồi. Sen đá. Bây giờ mình quay cho cô xem nha. Mình không có nói. Mình cũng chẳng biết nó là loại gì, tên gì nhiều quá.
Cái gì? Cái họ lấy cái khoan cho tôi khoan. Kìa, cái lũ của con trái nè. Lũng lẳng, lũng lẳng kìa. Này, cái bông. Đó, cửa tài. Đẹp không? Nuôi hơi chậm rồi. Ở đây là toàn những cái cây con chí gà cắt xuống của mấy cái cây kia đó, rồi mình trồng mình chí gà đó. Mình đợi nó lớn. Nếu mà ai coi mấy cái clip trước là nhìn là biết rồi. Nè, cắt ngang nhiều. Còn cái này giống chè mặt nó không ghét, nó ghét chè mặt nó. Em sao? Có cái cây này nè, tưởng nó chết mà nó không chết, biết có ai thấy được không? Có cái lá cây nó đang mọc cái bông đen, thấy không? Không biết. Anh không thấy được hả? Nè, lá nó rớt xuống. Này phải vô tivi coi lại mới. Khoan để qua quay cái bên kia kìa, tôi khoái góc. Cái chậu này á, trước là nó dư á, mình cắm lung tung vô chổng mỗi thứ một chút. Không ngờ hôm nay nó đẹp quá. Không ngờ hôm nay. Ở đây, một bích vàng nè. À, ngọc bích này là chưa bao giờ ra bông, mình không biết. Mình mua ở trong tiệm về, cái cây kia. À, giống mới nó cứ nửa trắng nửa xanh gì đó, cái lá đó. Rồi cái này là cái loại khác. À, cái cây này đều rất là đẹp ha. Trời ơi, cái màu cực kỳ đẹp luôn. Anh cái nụ đây nè, anh ngọc bích bên này nè. Nó đang ra bông. Thì đó mình trồng xuống nó chút xíu à. Nó vô đây nó chịu đất, sao nó nở đẹp quá. Mà cái màu nó lên đẹp quá. Nó xanh đỏ. Cái loại này bự nha, cái tay mình nè. Nói chung là cái chậu này trồng mỗi thứ một chút tùm lum vô mà đẹp. Cái này này để mình kể cho anh em nói nha. Cái bên này nè là trồng là có đất, có cát, có đá, nhưng mà cũng ít thôi. Ít đất, nhiều đất mà ít đá, ít cát. Bên kia đó là nhiều cát, nhiều đá, ít đất. Còn riêng cái chậu này á là không có cát, không có đá, và đất không, đất bình thường trồng. Có nghĩa là mấy cái cây này nó rất là dễ sống, sao cũng được hết. Mà nếu trồng chậu mà dưới tới chậu mà có lỗ là nó không úng đâu. Cứ vài bữa, 4-5 bữa tưới nước một lần không sao hết. Bình thường cầm vòi nước xịt giống như mình tưới cây thôi, đừng có sợ gì hết. Mình không có làm gì hơn, không có cầu kỳ gì đâu. Nếu mà trồng ít ít còn đứng bơm bơm thổi, sợ dính lá này kia, còn trồng số nhiều đâu làm gì được. Nhưng mà vẫn đẹp chứ không có hư, không có chết gì hết. Đây mọi người thấy cái bông nó không, nó cái nụ nó đẹp không, nó chưa nở đúng giống nãy á. Đây cái lá nè, có nghĩa là trồng cái cây cùng một cái loại nhưng mà có cái nó sẽ nở bông, có cái nó ngưng lại, nó không có bông, mùa sau nó mới nở bông. Ví dụ cây này nó ngưng lại nó không nở, không có cho bông nào hết, không sao cả. Con gì kêu vậy? Tết nhái nương gì đây? Ở đâu vậy ta? Còn cái chậu này nè, nó là của cái nước mà nó phun lên trên nó chảy xuống cho đẹp á. Nó không có ấy, nó chỉ có cái lỗ bên này thôi. Đâu rồi? Đây nó có cái lỗ ha. Đó thì mình nhét đất vô, rồi mình lấy cái thân dày của mình nè, mình cắm vô trong luôn lúc mình bỏ đất á. Đó, mình thích cây nào bỏ vô thì sau này nó cũng sẽ ra hoa ra bông, nó vẫn trồng tốt bình thường. Mình tưới nước á, mình chứ xịt phun đại vô rồi xong mình tưới mấy trên này cũng được, nó chảy theo cái lỗ nó xuống.
ở dưới cũng có cái lỗ giống vậy thì nó sẽ thoát nước. Nói chung là lạ, trồng đẹp tốt, không sao hết. Mọi người để kỹ nha, thấy không? Còn đây mình có một cái chậu ngọc bích khác, mình để ngoài dưới đất kế bên cái cây này. Theo bông là nó cùng giống với lại cái nãy trong chậu đó. Cái cây này thì cái thân nó bự lắm, mình có một cặp, mình lấy một cái cây ra, mình cắt, mình bẻ nhánh, mình lấy gốc ra và mình chia thành nhiều cái cây khác, nhưng mà riêng cái chậu này thì mình giữ lại đây để mình chiếu qua cái góc cho coi nha. Thấy không? Trời, bông cực kỳ bông luôn, đẹp. Đây cái thân nó nè, mọi người thấy nó bự không? Cái tay của mình nè, nắm tay nè, soi với nó nè. Thân gốc bự đó, thì mình muốn chia bonsai cũng vậy, mình ra mình chọn góc nào, cái thân nào bự, cái nhánh nào, ví dụ mình thích ngang đây không mình cắt ngang đây, mình thích đây mình cắt đây. Rồi nếu mà muốn đẹp theo ý nữa đó, mình cắt xong mình trồng lại rồi mình tỉa nhánh cho nó ngắn lại, đừng có để nó dài quá, cho nó gọn theo ý muốn mình. Đây mình sẽ chiếu qua, mình có một cặp nhưng mà giờ còn một cái nè, thấy cái chậu đỏ đó nha. Bên kia cũng cái chậu đỏ, thấy không? Đó, một cái chậu đỏ. Thì cái chậu đó hồi xưa đó là một cặp á, mình trồng hai cây vô trong đó. Bên đó một cái, bên này một cái. Đây. Trồng xuống đất. Nó cũng lên, không cần gì hết. Nói chung mấy cây này nó dễ. Đây nè, cái loại xiên đá màu trắng để mình nói nè. Ê quên, cái ngọc bích nè. Cái này là bông hơi trắng hồng hồng. Này sẽ màu trắng nè. Cái cây này là màu vàng nè. Bông màu vàng nè. Đây, một cái chậu này. Bây giờ tạm thời mình trồng cái cây này vô. Đó là một cái cây ngọc bích hồi xưa nằm đây nè. Rồi bây giờ trả lại cây ngọc bích vấn đề chính nè. Có nghĩa là ngọc bích rất là dễ trồng. Chậu chỉ cần có nhiều lỗ thoát nước. Nếu mà nhiều lỗ thoát nước á, khoảng 3-4 ngày một tuần mình tưới một lần. Mùa đông mùa mưa khỏi tưới, mùa đông là nếu mà thấy cái cây lá nó hơi nhăn lại thì mới tưới nước, có nghĩa là nó cần nước, mình tưới nước cho nó ướt một cái rồi mình ngưng không tưới nữa. Nói chung là mùa đông á từng tưới một lần, còn không 2 tuần tưới một lần cũng được, tưới nhiều là nó sẽ bị úng cây đó. Nhớ nếu mà mùa mưa là phải có lỗ thoát nước, không là cây nó úng chết uổng lắm. Mà cây này hay là gì, nếu mà mình muốn nó đẹp á, mình để ra nắng ha, mình không tưới nước ha, mình cho nó để cả nửa tháng một tháng luôn đi, nó sẽ đổi cái màu lá ra màu đỏ đẹp á. Không phải là đổi gì đâu, đỏ nhiều hơn nữa đó, cái này mới cái viền đỏ thôi. Nhà mình có con cóc ếch ở nương gì kêu thôi. Ok thôi, bye bye mọi người.